Lúc 9 giờ ngày 14 tháng 2, Đức Thanh Tra đã đến trụ sở Tổ chức Lương thực Thế giới ở Roma để gặp các tham dự viên hội nghị lần thứ 42 của Quỹ Quốc tế về Phát triển Nông nghiệp. Tại hội nghị, Đức Thanh Tra có ba bài phát biểu. Trước hết là bài phát biểu chào mừng khai mạc hội nghị lần thứ 42 của Quỹ Quốc tế về Phát triển Nông nghiệp Tôi hiện diện nơi đây với ước muốn mang đến những mong mỏi và nhu cầu của vô số anh em chúng ta đang chịu đau khổ trên thế giới. Tôi ước mong chúng ta có thể nhìn vào khuôn mặt của họ mà không hổ thẹn. Vì cuối cùng, tiếng khóc của họ được lắng nghe và mối quan tâm của họ được xem xét. Họ sống trong những tình huống bấp bên, không khí ô nhiễm, tài nguyên thiên nhiên cạn kiệt, dòng sông ô nhiễm, đất đai bị axit hóa, không đủ nước sinh hoạt và canh tác, tôi kêu gọi những người có trách nhiệm của các quốc gia và các cơ quan liên chính phủ phát triển các kênh hỗ trợ cần thiết áp dụng thích hợp cho các vùng nông thôn để họ có thể chịu trách nhiệm về các sản phẩm và sự phát triển của họ